Mình chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại nhà của cặp vợ chồng đua lịch các bạn. Thì khi mình tới thì giờ này cũng 2-3 giờ chiều rồi mà không biết lý do vì sao thì hai vợ chồng vẫn đang còn ngủ. Thì mình thấy chồng một nằm một nơi, vợ nằm một nơi này các bạn. Nằm rìa đường mà trong khi đó xe cộ đi ngang qua vậy vẫn ngủ được. Thì hôm nay mình xuống cũng như được một số mạnh thường quân giúp đỡ đó các bạn, thì muốn ghé lại để sửa lại cái nhà cho cặp vợ chồng đỗ lịch này. Chồng nằm nơi, vợ nằm nơi đây không biết. Kiểu cũng có khả năng là nóng quá trên là nằm dưới đất để cho khỏi nóng. Vì lần trước mình có ghé đó các bạn thì mình được biết là cái nhà của cặp vợ chồng đỗ lịch này các bạn thì không có một cái nhà vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh phải dùng những cái áo này các bạn che lại giống như là một cái rèm vậy đó. Đi vệ sinh ở trong đó nhìn cũng khá là thương, cho nên là mình chia sẻ lên thì cũng có người giúp đỡ để cho hai ông bà có được cái nhà vệ sinh. Bà mở mắt rồi mà sao bà không nhìn thấy mình hay sao các bạn? Chắc của bà không nhìn thấy đường hay sao? Mình thấy bà mở mắt rồi mà bà không thấy mình. Mắt bà nhưng mà mình thấy bà mở mắt rồi nhưng mà bà không nhìn thấy. Chồng thì ngủ say sưa, còn vợ thì bà ơi, bà không nhìn thấy con hả? Dạ. Bà không nhìn thấy con hả? Hai vợ chồng mà mỗi người nằm mỗi nơi thế này. Ngờ. Giật mình. Ủa bà nhìn xa không được hả bà? Dạ. Bà nhìn xa không được à? Dạ đi không được. Ý là bà nhìn không thấy con hả? Dạ. Thấy bà mờ. Thấy mờ mờ. Dạ, trong này dòng ra. Trong này nhìn ra là chỉ thấy mờ mờ thôi đúng không? Dạ. Dạ. Sao hai vợ chồng là mỗi người nằm mỗi nơi thế này? Mệt quá hả anh? Dạ. Bệnh không gài nữa cơ. Dạ, bệnh. Là bệnh sao bà? Dạ. Mình ăn đó, hột tiêu đó. Bị bao tử á. Dạ, dạ. Hột tiêu rồi ói. Dạ. Rồi mới uống thuốc không gài rồi cái... giờ mình mới nghỉ trưa đấy hả? Dạ. Nghỉ trưa mà nghỉ thế vậy? Giờ con thấy hình như 3 giờ, hơn 3 giờ rồi. Dạ. Mà bà cứ ngồi đó đi. Thế là ngồi đi cậu. Dạ dạ. Ngày hôm nay mình nấu cơm nấu nước gì cho bà? Dạ nấu cơm ăn rồi. Nó cơm ăn rồi hả? Dạ. Là ăn buổi trưa rồi nhưng mà tối là chưa ăn đúng không? Dạ. Sao tình hình sao rồi anh? Cũng vậy anh ơi. Cũng vậy hả? Nay có đi xiệt cá xiệt gì không? Xiệt rồi, hôm rồi bị trả lại cái xiệt rồi. Bị người ta lấy mất cái xiệt rồi hả? Dạ. Cái đó người ta cấm mà. Dạ, ta cấm. Mà mình đi cũng khuya gần sáng rồi mà xui. Mình ngồi lùi trong góc kia được không? Bà ngồi nhích vào trong kia được không ạ? À, cho con ngồi lùi vào với, chỗ này nó hơi vướng. Mày là hôm qua anh đi là bị người ta lấy mất rồi hả? Dạ. Rồi cái đấy là mua bao nhiêu tiền? 1.2 triệu này. 1.2 triệu hả? Dạ. Rồi giờ mất cái đó rồi làm bằng cái gì? Giờ lấy cái gì đi làm? Đúng rồi. 2 triệu. Dạ? Yeah? 2-3 ngày, hôm qua hôm kia gì lắm hả không? Wow. Dạ. Yeah. Là bị mất hôm qua hả? Dạ. Rồi cái đó bây giờ nếu mà mình mua thì mà mình mất cái đó rồi thì bây giờ mình lấy cái gì để mình đi kiếm ăn? Chưa biết rồi, giờ kiếm tiền mua lại. Kiếm tiền mua lại hả? Mấy ổng nói kêu đi mần cái gì ăn, người nói đi mần sao giờ đâu có ai mướn cái gì. Phải người ta đi mướn, đi đỡ, người ta không mướn mà.
không ai mướn đi mặn gì hết trơn. Không ai mướn luôn? Dạ, không ai mướn luôn. Là bao lâu rồi chưa có việc làm ấy? Mấy khuyên, 3-4 tháng trời. 3-4 tháng này là không có việc gì để làm luôn? Dạ. Ờ, rồi lấy tiền đâu mà ăn, lấy tiền đâu mà sinh sống? Mình cứ ở nhà mình chỉ có đi tiệc cá được ngày nào ăn ngày đó thôi hả? Dạ. Rồi lúc trước là anh làm cái nghề gì ta? Đó cũng đóng cừ rồi đắp thùng. Có nghĩa là mình đi làm khoán cho người ta rồi người ta thuê mình đóng mấy cái cọc xuống cái mương đó đúng không? Dạ. Ừ. Có biết xây không? Dạ không. Không biết xây? Không. Ừ. Phụ hồ chắc biết thì đúng không? Ừ. Rồi là 3-4 tháng này là không có việc để đi làm. Không. Thế nhà còn gạo ăn không? Còn. Ta mới cho. Dạ, mới cho bà. Dạ. Ừ. Rồi rồi bây giờ chú không có việc làm vậy thì lấy tiền đâu sống bà? Cũng ráng chịu chứ biết sao giờ. Ráng chịu quá hả? Dạ. Ừ. Rồi ví dụ như một ngày. Nhiều khi có người quen người ta cũng thương tình ta cho 20-30 mua này kia ăn. À, có nghĩa là người ta thương. Dạ. Người ta cho 20-30. Rồi mua để dạ. Để mua thức ăn hả? Dạ, mua đồ ăn. Dạ. Mua nhiều khi có được 20-30 mình đi mua cá cũng được, kho khô đồ ăn. Là mua cá khô, còn thấy hình như cá này là hôm bữa là anh đi xiệc về hình như đang còn hay sao này đúng không? Còn làm khô. Là để dành hả? Dạ. Cái này khô. Là cái nồi, cái chảo này chảo gì đây? Cái đó khô. Kho khô hả? À, cá kho khô. Ở trong này là mấy cái giỏ này là cái giỏ anh đi làm đúng không? Ừ. Nhà nó không có cả cái có sàn, cái sàn nước thì nó hơi nhỏ ha. Ừ. Cái chỗ nằm thì hai vợ chồng phải dùng cái bao à? Cái kia là mình làm để cho chuột nó phải chui vô hay sao anh? Dạ. Mấy cái bao á? Dạ. À. Chuột, sợ chuột. Sợ chuột nó chui vô hả? Dạ. Nhà này như nhà này thì bây giờ tối nằm chuột chui vào mùng là bình thường. Dạ. Nếu mà không dám lại là chui vào trong mùng luôn đúng không? À. Hôm bữa là anh nói chỗ nào rột? Dạ. Có rột không? Rột thì nó có rột mà. Bạc thì tạt đây. À. Theo em thấy thì cái mái là vẫn còn có vẻ là còn mới đúng không? Dạ. Mái này thì em nghĩ là chắc là không rột rồi đó. Rột 15 rồi. Lỗ trên này thằng đó. À, nếu vậy thì mình kiếm cái gì đó mình trít nó lên hoặc là mình. Dạ. Ừ. Cái giường không có để trải bằng cái nệm nằm. À, hôm qua ngủ trễ hay sao hôm nay buồn ngủ à? Dạ. Anh có vẻ hiền nhỉ, ít nói nhỉ, có vẻ nói cũng ít tiết kiệm lời đó ha. Rồi bây giờ là chưa có việc làm, bây giờ nếu mà ví dụ ở trên thành phố người ta muốn anh làm không? Làm nữa chứ đi mặn rồi xa quá thì không được. Xa quá không được hả? Xa quá không được gần đó hay sao? Chứ cơm nước rồi bảo người đâu có đi làm xa. À, bà bây giờ có cho anh đi làm xa không bà? Dạ. Có cho anh đi làm xa không? Có cho ông xã đi làm xa không? Ông xã ông đi làm xa hả? Dạ. Ông làm xa tôi ở nhà tôi đói à. À. Không ai nấu cơm cho. À. Có nghĩa là bây giờ là nấu cơm là phụ thuộc vào ông xã hết đúng không? Dạ. Ông xã nấu này, rồi ông xã lo hết tất cả. Dạ. Mà giờ mà ông xã đi ông làm. Ở nhà ông không, ông ở nhà ông nấu cơm nước rồi cho ăn, ông đi mình xa quá rồi. Ở nhà không ai hết trơn. À. Có nghĩa là bây giờ chồng đi làm xa là không được. Dạ. Bắt buộc là phải làm ở gần nhà thôi. Dạ. Chứ không là không có người lo cho bà. Bởi vì giờ bà đi đứng là yếu này. Dạ. Mắt thì mờ này đúng không? Ừ. Nói chung bây giờ là toàn bộ là giờ là chồng là lo hết. Dạ. Trong nhà giờ ổng lo hết trơn à. Dạ. Cơm nước chị tảng sáng ổng nấu rồi cho ăn đàng hoàng rồi ổng mới có đi đâu ổng mới đi. Dạ. Vậy là có nghĩa là anh cũng chu đáo ha, lo cơm nước hết này, lo nhà cửa thứ xong bắt đầu anh mới đi làm. Dạ. Mới đi làm kiếm tiền. Có khi nào mà anh đi cả tuần anh về không ạ? Dạ. Có khi nào mà anh đi làm cả tuần anh mới về không? Có ông đi về không hả, chứ không có đi mần ở xa, không có đi mần
chỗ nào bây giờ ví dụ ông đi mần thì cũng lãnh chỗ đó mần người sáng chiều về. À, có nghĩa là đi lãnh làm dạ. Nhưng mà cứ sáng đi là chiều về thôi đúng không? Dạ. Chứ không có đi làm ở đâu mà làm xa không, hoặc làm lâu. Không có đi xa. Hay là bà không cho anh đi, à, cho chú đi. Không phải, tại vì đi cũng gần mần cũng gần gần đây nè, rồi đi mình rồi ăn cơm nước về nắng nấu cơm nó nước chắc chiều ăn. À. Có đi đâu đi chiều phải về ăn cơm với vợ. Dạ. Đúng không? Không được đi ăn ở ngoài đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ ví dụ như ở đây không có việc để làm, là buộc lòng ví dụ đi xa mới có việc mà đi cả tuần mới về một lần được không? Đi xa không được. Không được luôn? Dạ, ổng không cũng đi xa không được. Ông quen đi xa. Anh có đi xa lần nào chưa? Không. Người bằng thì cũng đồng trọng ở đây rồi. Rồi đi bây giờ đi xa, đi mặn đâu mà không mặn. Thấy người ta đi mặn nhiều người gì á, không có tiền xe gì nữa, anh thứ ông không dám đi. Có nghĩa là sợ không dám đi xa là sợ không có tiền để về đúng không? Dạ. À. Mặn nhiều khi đi rồi thất nhưng nghiệp. Mà cho em hỏi thăm một chút là từ hồi mà anh với bà mà lấy nhau ở với nhau đến bây giờ là anh đã đi xa lần nào chưa? Đó đó, không có bệnh nữa, có đi xa. Là đi chăm bệnh thôi nhỉ? Dạ. Chứ chưa có đi ra khỏi cái tỉnh này đúng không? Dạ. À, gọi là chỉ quanh quanh ở xã, ở phường, ở huyện đấy thôi. Yeah. Chứ không có đi ra khỏi cái địa phương này. Yeah. Có lần nào từ hồi cưới đến giờ có lần nào bà đưa anh đi xa bà mấy ngày chưa? Không có. Ông đi rồi ông về hả? Chứ không có đi bỏ. À, không ý là đi làm xa hoặc là đi có công việc xa lâu ngày mới về á? Không có, không có đi. Ta mướn gần gần ở đây không à? À, làm gần gần ở đây. Đi chưa? Sáng đi thì chiều về. Ừ. Sáng đi chiều phải về đúng không? Dạ. Không được đi lâu đúng không? Dạ. Có nghĩa là không xa vợ được đúng không? Dạ. Ở nhà mình ơn. Như kiểu là giống kiểu thiếu hơi vợ là không được á. Đúng không? Dạ. Như kiểu là thiếu hơi vợ là không được ấy đúng không? Được. Còn đi được. Đi tiểu đồ đi được. Cái đó mình đi được. Còn dạ. Tiền mắt mờ mờ thì mình cũng thẳng từ từ mình đi. Dạ. Có cái cây này nó quơ đủ cái gì vậy cái mình cũng biết. Dạ dạ, có nghĩa là có cái cây mình chống mình đi đúng không? Dạ. À. Nói chung là giờ là phụ thuộc bà bệnh cho nên là phải phụ thuộc hết vào chồng. Chồng phải nấu cơm, nấu nước rồi giặt giũ quần áo rồi phải lo việc nhà cửa. Dạ. Xong là mới đi đâu mới đi đúng không? Thì hôm bữa con xuống á thì nghe nói là gia đình mình là giống kiểu là cũng đang mong muốn là có một cái toilet. Muốn làm một cái toilet đúng không? Dạ. À, bởi vì cái toilet của gia đình nhà bà này các bạn, như các bạn nhìn thấy thì cái chỗ này là nói chung là cũng do là không có ảnh thờ của không có cái bàn thờ. Cho nên bắt đầu là để gọi là hũ cốt của con để lên đây rồi thờ ở bên đây. Là chỉ lên ở có cái bàn này thôi. Còn ngay cái chỗ này thì dùng quần áo này giống như là thay cho cái di đô. Dạ. Thay cho cái cửa là giống là đi vệ sinh ở trong này thôi. Đó, thì bây giờ là hôm trước là cô chú nói là muốn là có cái gì đó để làm một cái gọi là giống kiểu cái nhà vệ sinh. Mằng nhện quá trời luôn kìa. Rồi ở đây là anh em hỏi chút là mình có quen thợ hồ hay quen ai không? Dạ, cũng đi kêu người ta người có. Chứ hiện tại bây giờ nếu anh đi kêu thì có không? Dạ không, cũng như rất chiều quá, người ta cũng đi mặn rồi. Ừ. Nhưng mà người thợ hồ là gần đây hay ở đâu? Cũng gần. Ừ. Giờ có ai ví dụ như em muốn thương lượng với người ta xem cái toilet này bây giờ người ta làm hết bao nhiêu tiền? Dạ. Ừ. Thì nếu được thì em khoán cho người ta làm luôn cho. Dạ. Ừ. Được không bà? Dạ. Giờ có cái toilet bà vui không? Vui cậu. Ừ. Bởi vì mình đi xa không được, đi xa quá được chỉ là mừng lắm ạ. Dạ. Rồi bây giờ bà muốn thiết kế như thế nào? Trời ơi, thiết kế gì chứ, nhà của chú xí rồi thiết kế gì. Thì mình cũng phải có một cái hố ga chứ. Dạ. Ga rồi bắt đầu mình phải đặt bệ cầu đàng hoàng chứ. Đúng không? Dạ. Đặt cái bệ cầu rồi mình phải làm vách đàng hoàng chứ. Anh muốn nhờ vách xây hay là vách tôn? Trời ơi, tôn được rồi, dừng. Dừng nó nhìn nó đơn giản quá, hiểu không? Thôi đừng có xây chi. Dừng ngang kéo ngang gì à. Sao lại không xây bà? Dạ, sợ không. Dựng tôn được rồi cậu ơi. Dựng tôn được rồi hả? Dạ. Ví dụ như nó có hư hao gì cũng không sao. Dựng cái đó chắc tuồn hôi bít bụng á.
À, chịu à, thứ nhất là do cái nhà của bà nó khá là chật. Dạ. Cho nên là bây giờ nếu mà xây một bức tường lên thì nhìn dạ. nó cũng hơi choáng cái nhà. Dạ. Trong khi đó thì bây giờ theo như anh á thì bây giờ là giống như mình đào một cái hố ga. Dạ. Mình đặt bi xuống. Dạ. Xong là mình làm cái đế là cho nó sạch sẽ thôi. Dạ. Còn ở trên cái đế là bắt đầu mình dựng tôn ba hai góc lên, xong bắt đầu mình làm cái cửa. Dạ. Vậy được không? Được. Vậy ngon. Anh có làm hồ được không? Dạ không. Anh không làm hồ được hả? Dạ. Rồi có một thợ nào bây giờ có thể kêu cho em tới em làm việc với người ta được không? Dạ, chiều rồi kêu được. Chiều mới kêu được hả? Dạ. Khoảng mấy giờ? Về kêu. Khoảng mấy giờ kêu được? Có 5 giờ nó mới có đi về. 5 giờ mới được hả? Dạ. Dạ, ta đi bằng họ. Ý là em muốn làm việc với người ta về cái giá cả xem nó như thế nào, rồi cách làm như thế nào. Dạ. Thì còn dư tiền thì cần thiết thì mình biết có thể là mình thay cái vách tôn ở đằng sau luôn cho nó lành cũng được này. Dạ. Được không? Bây giờ bà ơi, vậy được không? Bà. Bây giờ theo ý kiến của bà muốn làm gì trong cái nhà mình? Mấy cậu không có tiền cái gì làm. Thì bây giờ bà cứ nói đi cái mong muốn của bà như thế nào, làm sửa những cái gì bà nói con nghe coi. Giờ không có sửa gì hết trơn, có cái trong nó có cái cầu tắm gì được rồi. À, ý là có cái toilet là được đúng không? Dạ. À. Vậy là cảm ơn rồi. Vậy là bà chỉ muốn cái nhà tắm thôi hả? Dạ. Rồi cái tôn ở phía sau kia có cần thay không? Cái gì? Được rồi. Được rồi hả? Dạ. Cái tôn nó sao cũng lợp rồi. Ý là con thấy nó cũ rồi á. Thấy dạ, nó giống kiểu nó có lỗ lỗ. Cái đó là người ta mua tôn cũ cho. À, thì bây giờ mình có muốn mua tôn mới thay không? Mua mà không có tiền. Trời ơi, vậy rồi quý rồi. Vậy là quý đó. À, hai vợ chồng cô chú cũng thật thà cho nên là cũng không có đòi hỏi. Không có. Đây này, theo như mình thấy thì cái chỗ khu vực này sẽ làm một cái toilet ở chỗ này, rồi dựng một vách tôn ở chỗ này, xong làm cái cửa ở bên này. Đó, rồi cái khu vực ở đường sau này thì theo như mình nghĩ thì mấy cái tấm tôn này nó cũ rồi này, cho nên cũng có khả năng là nên tháo ra và thay mấy tấm tôn khác cho nó sạch ở cái chỗ này. Rồi tiện thể thì anh có muốn làm cái sàn nước này lại không? Không. Ôi vậy cũng rửa rồi. Thế sao mình không làm cho nó gần ra phát cách tôn hơn mà lại làm một cách rời ra vậy? Dạ. Thôi bây giờ vậy nha, có nghĩa là ở trong nhà của cô chú thì cô chú muốn làm như thế nào thì con sẽ làm theo ý đó. Được không? Dạ. Rồi bây giờ là muốn làm cái gì này, nói cho con một lần cuối cùng này. Thì đó xây cái hầm cầu rồi dựng tôn lên được rồi anh ơi. Có nghĩa là bây giờ làm một cái hầm cầu giống như cái bên sàn chén này đúng không? Dạ. Xong rồi lắp cái bệ cầu vô. Dạ. Xong rồi dựng vách tôn lên. Dạ. Mua một cái cửa cũ gắn vô. Dạ. Cửa gắn vô đúng không? Dạ. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đó dừng lên đó rồi có đó, cái cửa làm rồi mình đưa vòi nước vào trong đó, mình tắm giặt trong đó cho nó sạch sẽ. Dạ. Còn bên này thì rõ ra cho nó sạch nè. Dạ. Hay là để đó luôn? Dạ, chứ chắc cũng để đó. Để rửa chén hả? Dạ. À. Rồi bà, ý bà sao bà? Dạ. Ý bà sao? Ý tôi sao cũng được hết trơn, vậy được rồi. Ý ông xã như nào là ý bà như vậy? Dạ, vậy được rồi. Ý là mình quyết một lần luôn để con xem là được rồi thì con làm luôn, một lần luôn. À nào, suy nghĩ nào, có thay vách tôn không? Không. Hả? Để vậy được rồi. Có nghĩa là vách tôn ở đường sau là để vậy. Yeah. Giờ là chỉ có mỗi làm cái hầm cầu thôi. Yeah. Đúng không? Yeah. Giờ anh có biết cái giá làm cái hầm cầu bao nhiêu tiền không? À không biết nha. Không biết hả? Không. Giờ nói chung là có cái nhà tắm để cho nó gọn gàng cũng được. Yeah. Còn tư thì cũng lắm này, ví dụ như thế là mua cho bà cái giường. Có 5 giường được không? Yeah. Thằng bà có thích 5 giường không? Nói vợ em thì quý làm giường rồi nó thích rồi vậy. Hả? Cái làm giường nó thích làm dưới này nhất chịu không nổi đâu. À nhất chịu không nổi hả? Dạ. Ừ. Hay là bây giờ vậy đi. À, ở gần đây có chỗ nào bán giường không? Cái giường sắt mà giường ấy đó. Ở ngoài chợ. Anh ra kêu chở vào đây một cái được không? Giường sắt không? Anh muốn giường sắt hay giường gỗ? Ai biết đâu. Bà thấy cái giường gì? Có, giường cây giờ đâu có. Giường cây giờ không có. Ta bỏ chơi người ơi, ta không có xài giường cây. Có nghĩa là bây giờ chỉ có nằm giường sắt thôi đúng không? Dạ. À. Giường gì? Thì bây giờ anh ra anh kêu nó chở, anh ra anh chọn một cái, anh bảo nó chở vào đây đi, em trả tiền nha. Đi ra bà ấy đó. Nha.
Rồi cháu cái giường cho bà, còn nếu muốn mua cái chiếu thì mua luôn nha. Bảo cháu cái chiếu đó nằm được rồi mua gì nữa. Có nghĩa là cái này là nằm để vậy nằm luôn đúng không? Tao có mua chiếu không bà? Dạ khỏi. Khỏi mua chiếu hả? Dạ vậy được rồi, cái này đấy. Cái này cũng ta cho nè cậu ơi. À cái này là người ta cho. Dạ cũng ta cho. Là mua mua cái giường xong là đặt cái này lên nằm thôi hả? Dạ. À mà cái này người ta cũng cho nè. À người ta cho mà chưa dám xài đúng không? Dạ hồi cho hồi Tết đó. Ta cho không đó. Chứ mình không có gì hết trơn á, mùng đó ta cũng cho đó. Đây là bây giờ là mua cho bà cái giường nha. Dạ. Xong đó là làm cho bà một cái toilet nha. Dạ. Được không? Được. Rồi bà thấy sao? Chị đó là cảm ơn cậu ạ. Này là cô chú giúp chứ đâu phải của con đâu, cảm ơn con này. Dạ. Cái giường này không biết bao nhiêu năm rồi bà chưa được nằm giường. Dạ cũng mấy 7-8 năm vừa không có nằm trên giường. Bà nằm dưới đất thôi. Dạ. Bây giờ cái này là hồi đó nằm ở dưới đất á, đất mịn á. À. Cái hơi của cái đất này nó lên là bệnh trong người này. Dạ. Dạ. Cái hơi của rồi đất. Bây giờ cũng nằm ở dưới này thì nó lạnh quá. Bây dạ. Giờ có miếng nệm cũ đó rồi trải lên nằm. Dạ dạ dạ. Rồi là hiện tại bây giờ ông bà là chỉ mong muốn là có được một cái giường và có được một cái toilet thôi. Thì để bây giờ là mua cái giường cho bà trước, rồi sau đó thì sẽ kêu thợ tới và xem cái nhà vệ sinh làm được bao nhiêu, làm hết khoảng dạ. Bao nhiêu tiền thì sẽ giúp cho bà xây cái toilet, làm cái toilet nha. Dạ. Dạ. Mấy cả. Được vậy, cảm ơn cậu lắm à. Bà có mừng không? Dạ. Bà có mừng không? Mừng lắm đấy cậu. Ừ. Rồi bà có muốn làm gì cho chồng mình không? Dạ, muốn gì giờ ổng không thất nghiệp, không có đi mần ăn gì được chứ. À, có nghĩa là chồng thất nghiệp cho nên không làm ăn được gì. Là ông là thất nghiệp được bao lâu rồi cơ? Thu lắm rồi, không ai lúc mà nước ngập, không ai kêu đi mần gì hết trơn. À. Là mừng quá hay sao vậy? Dạ. Còn mừng quá hay sao vậy? Mừng quá cậu. Mừng quá hả? Dạ. Được nằm giường mừng quá hả? Dạ. Được làm cái toilet là mừng quá hả? Dạ. À. Chúng là bà thấy bà nằm ở dưới cái nền này thì nó cũng hơi bệnh cả ngày nó càng nặng. Dạ. Dạ. Rồi trong khi đó thì không có một cái toilet. Cuối cùng mỗi lần đi toilet là phải lấy cái áo này nè. Bệnh hoài hả cậu? Lấy những cái áo này bắt đầu dàn dàn nó ra, nó giống như thể là một cái rideau rồi đó. Là ngồi ở trong đó rồi đi vệ sinh. Dạ. Nhìn khá là tội các bạn. Cho nên là không may là được cô chú giúp cho để làm được cái toilet. Thì để kiếm người để làm cho bà cái toilet. Rồi bà còn mong muốn gì nữa không? Được vậy mừng lắm, mừng đâu muốn gì nữa cậu. Ừ. Có nhà kính mưa kính nắng rồi. Rồi giờ được vậy nó cũng mừng dữ lắm. Dạ. Ý là bà cũng đang gọi là giống kiểu thấy mình mới còn may mắn là vì có cái nhà để ở. Dạ. Đúng không bà? Dạ. Hồi đó cái nhà lá. Dạ. Nhà lá nó siêu, nó dẻo hết trơn. Nó siêu bên nọ, nó vẹo bên kia. Dạ, nó sập, người ta thấy gì người ta mới à, sập luôn. Dạ, ta thấy gì ta mới mua toan được cho mần đó. Dạ. Chứ tôi đâu có tiền đâu mần. Dạ. Sợ tiền mua lá, sợ không có nữa. Dạ, dạ. Vậy là nói chung là được mọi người cái nhà này, cái xác, bản thân cái xác của cái nhà này là cũng được người ta cho. Dạ. Mình là chỉ có mỗi cái đám đất này thôi đúng không? Dạ. Chứ còn ông bà bởi vì từ xưa nay thì cũng là đi làm thuê, làm mướn. Rồi bắt đầu là ốm đau, bệnh tật thì cũng không có đủ đâu vào đâu hết. Hay là không mong muốn gì là chỉ cái giường với cái toilet thôi đúng không bà? Dạ, mong muốn được nhiều cũng mang ơn cậu lắm mà. Rồi còn có mong muốn gì nữa không? Dạ không. Không muốn gì nữa hả? Dạ, muốn chi nữa. Bà khá là thật thà được như vậy. Là mừng lắm rồi chứ dạ. Phải cậu bây giờ cậu đi làm như vậy đó rồi tôi cũng mang ơn lắm chứ dạ. Không thôi cũng nằm ở dưới đất dạ. Bác sĩ chích thuốc đó rồi ổng nó không cho nằm nệm dạ. Thì tôi nói chờ bác sĩ không cho rồi lấy gì tôi nằm ông dạ. Nói nằm nệm nhất mình lắm
Bởi bệnh gà nhất mình hoài, bất bệnh mấy chứ bà. À, có nghĩa nằm ở đây thì cái hơi của cái đất nó lên. Dạ. Nó sẽ vào trong người thì nó sẽ bệnh nó càng ngày càng nặng hơn. À, vậy bây giờ con làm theo mong muốn của bà nha. Dạ. Mua cho bà cái giường mới làm cho bà cái toilet ha. Dạ. À, để cho người ta mang giường vô, người ta ráp cho bà. Dạ. Bà cho con hỏi thăm một chút là từ hồi đó mà quen chú đến giờ bà đã về quê chú lần nào chưa? Dạ có đi. Về quê chồng lần nào chưa? Có đi. Ừ. Về nhiều lần chưa bà? Dạ đi hồi lúc khi đám giỗ ông già đó. À về đám giỗ cha chồng đúng không? Dạ. Ừ. Lúc đó bà bao nhiêu tuổi? Lúc đó hả? Dạ. Tôi cũng năm mấy rồi. À lúc đấy là bà năm mấy rồi nhưng mà lúc đấy đang còn trẻ đẹp đúng không? Dạ. À lúc đấy là về quê chồng. Ừ, về quê cho biết. À về quê cho biết. Vậy là mới về có một lần hả bà? Đi hai lần. À hai lần. Dạ có đám giỗ đó rồi đi. Rồi về nhà chồng thì gia đình nhà chồng có nói gì không? Không. Ừ. Có ai chê không? Có ai gì nghĩ không? Nói vậy người ta cũng mừng. Để sợ ông đi đi mần xa rồi đó cậu. Dạ. Đi người ở gia đình không ai biết. Ừ. Ông đi mần ăn ở đâu vậy đó có chỗ cho. Ừ. Người ta không có nói gì hết trơn. Ý là người ta cũng mừng là vì dạ. Vì chú là lấy được bà, có được cái chỗ ăn chú ở đàng hoàng, đúng không? À. Lúc đầu thì bà có nghĩ là chú lấy bà là vì có nhà ở không? Hồi đó, hồi quen ổng cái nhà còn nhỏ xíu và đâu được cách như gì, sập xệ nhà lá. Ừ. Nhưng mà chú vẫn thương ha? Dạ, tôi nhà lá rồi cái gì như tôi đi bán đó, về cái lúc đó tôi còn mạnh khỏe đi bán được á. Đi bán rồi về còn dưa trái cây đồ cái ổng lại chơi đó. Yeah. Vô ông ngồi ổng ăn. Ý là giống kiểu là chú tới tìm hiểu tới tán cô rồi đúng không? Dạ. Yeah. Là bắt đầu cô đi bán về trái cây còn dư là cô chú yeah. lấy cô ông lấy ra bán chú. Chơi ổng biết. Ừ. Nhà anh chị ổng cũng ở gần đây nè. Dạ. Yeah. Ý là ra ngồi chơi tán tỉnh rồi bắt đầu yeah. là lúc đó là lấy trái cây ra để đãi. Ăn ba cái trái cây. Trái cây dập hay trái cây hư? Không, cái đồ nó còn nguyên nhưng yeah. mà mình bán không hết á. À. Mình đem về mình để trước cửa mình bán. À. Ừ, cứ như ngồi lại ngồi chơi, như chơi, đậu chơi. Đồ gì đó, rồi yeah. ngồi nói chuyện đồ chơi vậy. Ăn mặn ổi đó chứ tôi đâu có cái gì đâu tôi mời. À. Ăn rồi cái nói chuyện chơi gì rồi người chị đó, chị cũng làm mai làm mối đó, chị nói kêu tôi ưng ông này đại đi. Ừ. Chị nói ổng cũng còn nhỏ. Vậy, vậy là chắc lúc đó là chú đã ưng bà sẵn rồi cho nên chú mới nhờ người làm mai đúng không? Dạ. Ừ. Chắc là ngày xưa bà đẹp lắm ha. Dạ. Cho nên là bắt đầu là người ta bảo là thôi chịu bà đó đi để ở cùng với bà có nhà có cửa ở đúng không? Dạ. Ừ. Vậy là có người làm mai. Bắt đầu là mới quen nhau. Dạ. Ừ. Quen nhau hẹn hò xong rồi mới lấy nhau. Nhưng mà lúc lấy là cũng không có lúc... tổ chức một cái tiệc tùng gì dạ mà. Không chị, vì mình cũng lớn tuổi rồi chỉ còn cũng như ba ổng lại chơi với mấy người dì, có bà dì đó, dạ. hai bà dì đó lại ngồi nói chuyện chơi với ổng rồi thôi. Dạ, dạ. Chứ không có mần cái gì gìn với hạt. Dạ, ý là chỉ tới ngồi chơi uống nước vậy thôi. Dạ. Là để cho biết nhà, biết mặt cháu dâu thôi đúng không? Dạ. À. Nhưng mà bà thì hơn chú là tính là hơn 20 tuổi nhưng mà khi mà bà gọi ông xã thì bà có thấy ngại không? Không. Hay là có sợ người ta nói không? Không. Chồng mình mà đúng không? Có gì đâu ngại đúng không?